xem YouTube đã lâu, liệu bạn có nhớ được hết tên các kênh YouTube mà mình đã từng xem không nhỉ? Hôm nay chị Kính có mang tới 20 câu đố cực khó giúp bạn đoán tên các kênh YouTube mà đảm bảo là bạn đã từng xem ít nhất 10 lần trong đời. Nào, like video để sẵn sàng giải đố chứ nhỉ? Let's go! Câu 1. Một kênh YouTube có vô vàn những điều thú vị và bổ ích, bạn đã biết kênh gì chưa? Chị Hoài Thu thích thú trước những kiến thức thú vị thì mình cùng nhau làm fan cứng của chị Kính Lúc nhé. Chị Kính cũng là fan của chị Kính Lúc nè. Câu 2, nhìn hình này bạn nghĩ ngay đến kênh YouTube nào nhỉ? Ở đây có ai là fan cứng của chị Nhanh Trí không ta? Chứ chị Kính là xem không bỏ sót video nào của kênh Nhanh Trí luôn á. Video của chị Trí nó bánh cuốn lắm luôn. Like video nếu bạn đã là fan của chị Nhanh Trí nào. Câu 3, lại là một kênh YouTube có lượng fan khổng lồ nè. Anh Ba Phải TV, bạn thích ai nhất team anh Ba Phải nhỉ? Chứ chị Kính là mê đẳng cấp nha. Đặc biệt là lúc đẳng cấp hát cái bài Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh nè. Ma đầu đinh hàm răng trắng tinh. Nói đúng đầu gà làm em giận mình. Thôi thôi mẹ em luôn đi. Lần đầu tiên em gặp đầu đinh, đầu đinh nó thúi anh mà xịt dầu thơm. Dầu thơm nó hiệu cách xịt nó sẵn xịt cái vô. Bất cắt bóng chê hàng độc nó rất nhiều mà con ma chỉ thích hàng độc ở Việt Nam. Ok ok. Câu 4, kênh này ai không biết thì đội cái quần rô nha. Triệu Hồi, 500 anh em fan cứng của Gãy TV like video, điểm danh lượng fan hùng hậu đi nào. Đây có lẽ là kênh YouTube có lượng fan mạnh nhất Việt Nam đấy nhỉ. Từ YouTube đến TikTok, đâu đâu cũng thấy fan Gãy hết trơn. Cơ mà nếu bạn là fan cứng của Gãy TV thì bạn thử bình luận cho chị Kỳ biết Gãy có tất cả bao nhiêu kênh YouTube nào. Câu 5, nhìn hình này thì bạn nghĩ ngay đến kênh YouTube của nhóm nhạc Đình Đám nào. Được nữa, bốn chị em nhá hướng mãi đỉnh. Hiện kênh YouTube của Blackpink đã có hơn 87 triệu người đăng ký, một con số quá khủng đúng không nào? Câu 6, kênh gì đây nhỉ? Tony TV, ai mà biết anh Ba Phải TV thì chắc chắn là phải biết Tony TV rồi. Cả hai kênh đều có những video đã xem là nghiện mà đã nghiện là phải subscribe. Cơ mà đố bạn biết Tony TV và anh Ba Phải TV kênh nào có nhiều lượt đăng ký hơn đấy. Câu 7, nghe giọng này bạn có đoán ra chị Kính muốn nhắc tới kênh YouTube nào không? Hello chào các bạn, và đây là kết quả nộp đại học của mình. Nhấn đi. Jenny đâu hết rồi nhỉ? Bạn biết tin gì chưa? Jenny đã đỗ đại học rồi đấy. Cơ mà chắc là chỉ có fan cứng của Jenny mới biết tên đại học mà Jenny đỗ thôi ha. Nào, thể hiện mình là fan cứng bằng cách comment tên trường đại học mà Jenny đã trúng tuyển đi nào. Câu 8, kênh này đảm bảo là chỉ có 2% số người đoán ra nè. Nước Pháp và TV thì tất nhiên là kênh YouTube Pháp TV rồi. Bạn biết không, đây là kênh YouTube đầu tiên của Việt Nam đạt nút kim cương YouTube đó. Quá siêu luôn mà. Câu 9, bạn có 10 giây để đoán ra tên kênh YouTube này. Miu Miu TV, kênh mà các bạn fan mê tít. Nào là thị tấm, nào là cám rồi gì ghẻ, có cả búp bê nữa chứ. Bạn thích ai nhất Miu Miu TV? Comment đi nào. Câu 10, thế còn đây là những nhân vật trên kênh YouTube nào nhỉ?
của các pháp sư thì làm sao mà không đoán ra kênh Thế Du Style chứ? Khai thật đi, bạn thuộc phe nào? Bình luận ngay để chị Kính biết nha. Câu 11. Nhìn hình này là bạn nghĩ ngay đến kênh YouTube nào nhỉ? Gợi ý thì đây là kênh YouTube có hơn 3 triệu người đăng ký với những video khám phá siêu bổ ích đó nha. Riêng cho những bạn thích khám phá và tìm hiểu về thế giới quanh ta, xem kênh Soi Sáng cứ như là hiểu biết thêm vô vàn những kiến thức mới ấy nhỉ. Có bạn nào không biết kênh YouTube này không? Nếu không biết thì sau khi xem hết video của chị Kính, bạn cứ thử vào xem ngay video của Soi Sáng nha. Câu 12. Đây là những thành viên của team nào vậy ta? Vừa bình luận là Hero Team đấy. Xóa bình luận ngay chứ không là quê lắm luôn nè. Đây là Sinh Tố Team cơ mà. Ai là con dân của làng Sinh Tố thì comment xem bạn thích ai nhất làng Sinh Tố nào. Câu 13. Đố bạn nhận ra đâu là avatar đúng của Hero Team. Nhận là fan cứng đổ ha. Thế mà không nhận ra đây mới là avatar đúng thì quê lắm nè. Đội quân nếu trả lời sai và like video nếu trả lời đúng nhé. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. Câu 14. Một kênh YouTube mà không phải ai cũng biết. Không phải ai cũng biết, ngoài kênh TikTok thì Bánh Bao Xin Chào cũng có cả kênh YouTube nữa đó nha. Hiện kênh YouTube của Bánh Bao cũng có gần 400.000 lượt đăng ký rồi đấy. Ai là fan của Bánh Bao thì lẹ tay subscribe ngay kênh đi nhé. Taxi, đi vòng quanh thế giới. Bao nhiêu, năm đồng thôi anh thôi. Năm đồng thôi anh ơi. Đắt quá, hai đồng thôi anh nhé. Câu 15, câu hỏi cuối cùng đây. Bạn có biết đây là kênh YouTube nào không nhỉ? Bạn nào biết đây là kênh YouTube nào thì comment đi chứ còn gì nữa. Ai mà trả lời đúng câu này thì mới giành được cơ hội nhận quà đến từ chị Kính Đố Vui đó nha. Lẹ tay và đừng có quên là like video cũng như subscribe kênh nhé. May you ạ.